Lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, những tác phẩm, những video thật là đẹp và tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Còn bây giờ mình mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình làm ra video này. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Người yêu em có chưa chắc chắn. Đây rồi. Nãy giờ mới phải gọt là gọt nha các bạn nha. Ô con mẹ kê đi. Gọt gọt. Mò đó em. Các bạn thì các bạn ô con mẹ kê đi nó mà đọc cấp. Nha, nóng cái này. Thì gọt vào đấy. Có cái này sướng rồi. Đây đây có cái này này. Lại đây giờ bóp rửa lấy đi phần lấy gì rồi cái này nó bóp rửa đây đây để vào trong đây nè dơ còn gan đồn đồn đã khá bài gì được nghỉ đi cái này phải ra rồi chưa. Đừng ấn cầm lên này là được. Ấn điểm rồi. Ấn nó không thích. Đấy, không thích. Không thích bố thích ấy nữa này. Mặt ngọt chuyện đi, mẹ ơi. Ra đi, mẹ mẹ ra đi. Hẹn người chưa hệ táo không cần phải ấn, cần cảm ứng thôi. Cảm ứng cái cắn này lên này là được. Xong để xuống. Thích chưa ấn này. Đấy, người chưa hệ táo là phải thế, nó kiểu không cần phải làm gì. Nút thì nút, đeo cái nút kia thì nhặt nó lộn. Cái này vướng quá lộn, tao chơi game tao đéo dùng được. Kịp mẹ thì ngủ cái này vướng. Chơi game mà vướng đeo chẳng biết. Cái đất nước này chưa kịp cái nhìn đeo mà lộn. Nhưng mà cái đéo là thằng này, thằng đéo nào cũng dùng cái đấy nhé. Tao nhìn tao đéo thích. Thằng đéo nào cũng dùng. Thích. Ngày cũng dùng được cho người khác nó dùng được. Mày nhìn ngứa mắt thế mà cũng dùng. Nếu hiểu điều gì. Ngứa mắt đéo gì. Tí đâu phun thì nó chọn các có cái đây không có cái đây mình làm gì ai phun được cái gì vậy mình đang thương nó xong các bạn thấy mình đẹp hay cho mình xin một like đăng ký kênh và tất cả các bạn rất nhiều nhưng mà nó vướng người yêu em có chưa chắc chắn sẽ không quên mà cho ta bật cái đấy lên thì ta không có rồng đâu cái đó rồng giả đúng không cá bét mẹ bây giờ mình sẽ tiếp tục đi câu hỏi các bạn nhá. Mày nó tải được cái gì vậy? Thề ghê. Nhưng mà cầm cần dấu vân tay mới tải được. Cái sửa nó thôi đi đầy tiền. Kéo cái sửa. Không sửa mua nhau đạp mua thật khác nha. Mà mình cũng thế đời rồi. Thì mình dùng để làm gì nữa chả biết. Mua đi. Để làm gì chả biết. Mua đi. Mình dùng cái kia thì mình dùng cái này. Đấy, dùng cái nút đây đấy chẳng được. Tao có dùng đâu. Thì tải để bật máy. Kệ. Đây giờ tao bật điện thoại ra để này đây là được. Đây. Thế là bật được. Đỡ phải ấn. Đấy, không thật. Kệ chứ. Đây. Cái con này ngoài đời đen lắm. Nhân sầy mẹ cứ tìm nó đi nhân sầy cứ tìm nhỉ ấn nhầm bố mẹ tát cái quấy đi cơ đi ấn nhầm ấn con cả thôi mất không tìm rồi mẹ ơi già quà mẹ con phép quen ngồi đây đây đi nhét nhét đây đây tệp tiền về xì nó mới thế. Đấy là con đi phong bầy. Đi cô cưới con đấy mà. Buồn em toàn đầy tiền. Đấy, cái tội đầy tiền đấy là xong. Xong gì nhỉ? Cái thằng Hải Triều này mất nick rồi. Đấy, mất nick rồi. Mất nick. À. Đấy, cái thằng này lên đây này.
mới đi kịp lâu anh. Nhưng mà thằng này nó lấy lại được rồi. Thằng này mất rẻ nó hay chứ. Đây này, cái thằng này này. Nó mất đi kịp lâu. Kịp lắm mới lấy. Chết rồi. Thế nào hack, thằng nó biết hack vẫn. Việt Nam mình hack đẳng cấp lắm. Đấy. Việt Nam mình hack đẳng cấp lắm. Người yêu em có chưa chắc chắn sẽ hai phong quỷ. Vậy là mình đi tô màu xong. Ôi, nếu bạn thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.